chào cả nhà ha à, chương trình cà phê nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. hôm qua đó cũng cả nhà ha. cái đô la đất nó cũng ở cái mức sát 100 rồi ha. Đó. Vừa rồi mấy ngày vừa qua Chúng ta thấy Cái dư luận thế giới Họ nói nhiều về cái việc Giảm 0.25 Hay là Giảm 0.5% Đó Nó dí vào Nó dí câu hỏi vào ông Powell Mà ông có vẻ Tỏ ra lúng túng thì Thật ra Ai cũng biết là cái việc giảm lãi suất của Fed là coi bộ là hơi trẻ. À, à, chúng ta thấy là 98% thành viên của Fed là bỏ phiếu là 0.5%. Thì thật ra trong tháng 7 vừa rồi đáng ra nên là giảm 0.25 Do trễ quá nên bây giờ giảm bù Nói chung như thế thôi, chứ không có gì Ừ. cái điều quan trọng là chúng ta thấy ấy, à, cái lợi suất cái lợi suất ngắn hạn à, à, cái lợi suất ngắn hạn mà quy mô trên toàn cầu đó là được từ kể từ năm 2021 ấy, là được đổ vào nó tăng khoảng 30% Tức là cái dòng tiền này nó tương đương khoảng 6.000 tỷ đô. À, nó sẽ phải đảo chiều. đảo chiều. Đạo chiều ở đây là gì? Đạo chiều ở đây là đi tìm cái kênh đầu tư khác. Trước cái lợi tức 5% suy giảm. Thì ban đầu chúng ta thấy ví dụ như quy mô lãi suất 5 đến 5.25 Bây giờ xuống còn 4.75 Đó 5 đến 5 đến 5.5% cái 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 lợi suất đó đó là một phần thôi còn phần còn lại là cái đồng đô la nó giảm thì cái phần cái đồng đô la nó giảm mới là cái cái phần lớn thành ra dòng tiền nó phải Đạo Chiều Đạo Chiều ở đây là gì Là Những cái nước Ví dụ như Việt Nam Bị rút rồng 90.000 tỷ Quá lớn Đúng không Thì thì anh em thấy đó là Áp lực bán 90.000 tỷ vừa qua Nó làm cho cái Ninh Đất Nó gặp rất nhiều khó khăn Trong cái việc phục hồi à, Phục hồi và bây giờ nó đạo chiều lại ha? nó đảo chiều lại thì chúng ta thấy là đạo chiều đây tôi không có cái cái bạn nước ngoài cái bạn nhà đầu tư nước ngoài ấy là là chúng ta thấy nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam hơn là mua rồng liên tục trong bốn phiên liền cái giá trị mua rồng cũng khá lớn ở đây thì nhiều người nói là cái mua rồng này chỉ diện ví, ví dụ như chỉ diễn ra một hai phiên rồi quay sang bán rồng quay sang bán rồng các bạn vào các cái trang của các cái quỹ chứng chỉ quỹ đó thì các bạn sẽ thấy trong trong tuần này trong tuần này cái lượng mua rồng trở lại của các cái chứng chỉ quỹ đó nó tăng lên khá là là mạnh khá là mạnh ở đây nó có một cái sự đảo chiều về dòng tiền À, cái lưu cái dòng chạy tiền của của thế giới thế giới thì trước đây tôi có nói với các bạn đó, là tiền vốn nó thông minh để né cái thảm họa đồng đô la đi xuống và cái lợi suất đi xuống thì cái dòng tiền nó thông minh nó tìm cái điểm cái bến độ mà có lợi nhất đó, bản chất tiền là thông minh tại vì nó đại diện cho trí tuệ con người thì chúng ta thấy cái cái đồng tiền của châu á đó nó liên tục tăng đặc biệt là các cái các cái các cái nước mới nổi đó, đó, nó liên tục tăng đó là nó thể hiện cái sự đạo chiều rất là rất là rõ ràng đó và chúng ta sẽ nhìn thấy cái xu hướng, xu hướng mua rồng trở lại của nhà đầu tư nước ngoài. Thông qua dài hơi hơn, Đó, dài hơi hơn. Như vậy chúng ta sẽ quan sát. À, ở đây nó có một biến mới, chúng ta sẽ quan sát à, nhà đầu tư nước ngoài nước ngoài mua rồng mua rồng Đó. Đó. chúng ta phải quan sát cái này Đó. nếu cái này nó đạo chiều sớm tức là cái tình trạng mua rồng nó duy trì thì gần như chắc chắn à, gần như chắc chắn và nên đến nó sẽ qua được cái vùng này qua được cái vùng này Đó. gần như chắc chắn nó sẽ qua được Đó. chúng ta sẽ thấy nó sẽ qua được cái vùng này Đó. Đó. hiện nay cái tín hiệu đầu tiên là trong cái tuần này là các cái nhà đầu tư mua rồng trở lại cái chứng chỉ sau khi bị rút rồng trong một thời gian dài và chúng ta thấy cái con số mà họ bán rồng á, là 90.000 tỷ 90.000 tỷ đó, đây là một cái điểm hỗ trợ thị trường tùy theo nó diễn ra như thế nào tôi không biết ha. nhưng đây là một cái điểm hỗ trợ thị trường mà anh em cần theo dõi trong trong thời gian tới đó. thì điều này có nghĩa là gì nó sẽ tập trung vào những cái những cái mã À, cái mạ cổ phiếu Được được mua rồng mạnh Rồng mạnh Cộng Kéo dài nha à, Kéo dài Chứ mua một hai phiên không ăn thua à, tôi dần cái từ Cái từ kéo dài Đó à, à, Tôi dần cái từ kéo dài đó là cái này là cái điểm cái điểm thứ nhất đó là anh em lưu ý ha. tâm điểm nó nằm ở đây đó. còn cái việc mà tôi tôi nói với anh em là cái cái kinh tế việt nam kinh tế việt nam bứt phá bứt phá cái chuyện này là cái chuyện cái chuyện này là là cái chuyện dài hạn đó, dài hạn chứ nó không phải là một ngày một ngày hai Đó. chúng ta ví dụ chúng ta thấy là xuất nhập khẩu đi à, chúng ta chứng kiến một cái mức khá là thấp ở trong 2022 hay không đó 2022 2023 đó. nhưng mà năm nay chúng ta có thể là vượt ha? vượt 800 tỷ, 800 tỷ, Đó. chúng ta vượt 800 tỷ. Đây là một cái mức mà nó vượt bậc, nó có thể nó tăng đến hơn 20%. Đó. Bây giờ Fed giảm lãi suất thì chúng ta thấy trên thị trường ngân hàng à, à, chúng ta thấy trên thị trường ngân hàng một á, là đưa ra đưa ra khoảng 1,1 triệu, à, triệu tỷ triệu tỷ số hai là ngân hàng nhà nước chuộc 30 tỷ đô 30 tỷ đô đó thì ngay ngay trong những ngày đầu tiên này của cái quá trình nghịch đảo à, quá trình đạo đạo chiều của chính sách lãi suất thì chúng ta thấy cái lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh à, giảm rất mạnh điều này có nghĩa là gì lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh ấy, thì chúng ta sẽ thấy có một cái điểm ở đây có nghĩa là gì? Ha? là thanh khoản, thanh khoản ở trên thị trường ngân hàng, ha? thị trường tiền tệ, thị trường tiền tệ, thanh khoản trên thị trường tiền tệ, ha? bắt đầu dồi dào, dồi dào, dồi dào và sắp tới sẽ dồi dào hơn nữa. Thì điều này nó có nghĩa là gì? Nó tác động đến đến thị trường chứng khoán. À, tác động đến thị trường. Và cái này là nó mang tính mang tính dài hạn. Thì ở đây đó cái thời cơ chín mùi chính là ngân hàng nhà nước đẩy cái bơm tiền ra thị trường. Bơm tiền ra làm cho tiền nó có dấu hiệu nó dư thừa đi để giữ cái lãi suất thấp và cái sức hấp thụ của của thị trường à. cái cái thị trường bất động sản á nó quay trở lại nó sẽ giúp cho cái à, cái thị trường tiền tệ này này à, nó hấp thụ lớn à, ví dụ như à, sau thành phố hồ chí minh là dự kiến là tăng cái giá đất không à, từ ngày 1 tháng 8 cái địa phương thứ hai là à, à, tỉnh lâm đồng áp dụng cái bảng giá đất mới và hôm qua thôi hôm qua chúng ta thấy cái địa phương tiếp theo chính là bà rịa vũng tàu à, tức là bà rịa vũng tàu công bố cái bảng giá đất nó tăng nhẹ thôi tăng 20 đến 30 phần trăm và áp dụng cho đến ngày 30, 31 tháng 12 năm 2025 trước khi vào bác áp dụng cái bảng giá đất thị trường như vậy cái địa phương thứ ba là chúng ta thấy cái chính lệch giá đất được đặt ra là tăng khoảng 2 đến 30 phần trăm riêng ví dụ như Đồng Nai thì họ áp dụng cái bảng giá đất cũ cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 đến ngày 1 tháng 1 năm 2025 sẽ áp dụng cái bảng giá đất mới thì như vậy cái thị trường đất đai nó sẽ nó sẽ tăng là gần như chắc chắn rồi à, sớm thì tăng sớm mà không thì vào 2025 2026 nó cũng tăng mạnh thì nó đưa cái tín dụng này nè nó đưa cái tín dụng này thì chúng ta thấy năm sau thì cái tín dụng đưa ra nó phải là ở cái mức à, hơn 2 triệu đúng không ừ. hai triệu rưỡi Đó. thì cái này này nó tạo cái sự dồi dào ở trên thị trường từ đó nó kích thích cái thị trường chứng khoán và cái thị trường chứng khoán là cái thị trường nó cần tiền à, à cái thị trường có tiền thì nó lên Mà không có tiền thì nó xuống Nói nôm na là vậy Vậy thanh khoản trên thị trường dồi dào Có nghĩa là thị trường chứng khoán nó có tiền à, đó, Tôi nói cái này chúng ta nhìn dài một chút Chứ còn nhìn ngắn thì thua à, không Không ăn thua cái điểm thứ ba là tôi nói về cái việc mà à, nâng hạng đúng không nâng 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 hạng trên 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 thị trường tài chính Đó. À. thì cái nâng hạng này nè à, cái nâng hạng trên thị trường chứng khoán thì bây à, giờ cái này gọi là FTSE đúng không? Rồi, đó, ta tại. Thì trong số các tiêu chí thì gần như chúng ta đạt được hết, đạt được hết. Và chúng ta sẽ cam kết với FTSE là chúng ta sẽ thực hiện theo cái lộ trình đó. Và chúng ta sẽ thấy bây giờ cái nút thắt lớn nhất là chính là cái refunding là đã giải quyết và cái điểm thứ hai chúng ta sẽ thấy là vào tháng 10 này đúng không sẽ sửa luật chứng khoán sửa luật chứng khoán thì sửa cái luật chứng khoán này này nó theo cái hướng nó theo cái hướng là thị trường mới nổi và nó tăng cái tiêu chí anh em lưu ý là tăng cái chiều trị đối với MSCI 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 mà thật ra cái nâng hạng này nè thì nâng ở MSCI á, tức là MSCI họ nâng lên thì đó mới là cái khủng chứ FTSE thì nó nhỏ thôi thì cái này mới là cái khủng đó thì thôi bây giờ FTMA nâng hạn trước thì chúng ta sẽ thấy là cái thời cái mốc thời gian nâng hạn chính là tháng 9 năm 2025 đó thì bây giờ người ta cứ cho tháng 3 rồi gì tôi không biết tôi cứ cho tháng 9 đi cho nó chắc ăn đó thì cái mốc thời gian là tháng 9 năm 2025 thì hiện nay có mấy dục quỷ nó mô phỏng cái 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 bộ chỉ số của FTFA đưa ra với cái thị trường engine ha. thì ở đây chúng ta thấy cái quy mô họ mua vào đâu đó nó khoảng hơn tỷ thôi tỷ usd đó. Hả? một tỷ usd ngoài ra ngoài ra chúng ta sẽ thấy ngoài ra chúng ta sẽ thấy có vài cái quỹ họ cũng tham gia cái thị trường mới nổi theo cái tiêu chí FTMA nhưng mà họ không thuộc cái bộ chỉ số đó. Thì cái con số đầu tư nó khoảng vài trăm triệu đô nữa. Đó, thì tỷ trọng tỷ trọng của thị trường Việt Nam đối với thị trường mới nổi thì nó 0.5 0.6 thôi. À, 0.5 0.6 thì người ta phân bộ theo cái tỷ trọng đó. Ngoài ra những cái đơn vị khác thì chúng ta có thể thấy là À, quy mô chúng ta nâng hạng lên thì nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào tầm khoảng 2 tỷ đô à, riêng cái mô phỏng chỉ số thì nó mấy trăm triệu thôi mấy trăm triệu đô la thôi thì cái cái bộ chỉ số mới nội này nè thì chúng ta sẽ thấy có ít tức là nó có ít có ít công ty công ty đáp ứng không nhiều đâu cái này có ít đó. chúng ta lưu ý là nó có ít công ty nữa tôi nghĩ đâu đó nó chỉ, chờ tầm 10 thôi đó. 10 công ty 10 công ty chính trong đó có một số phụ nữa thì đó thì 10 công ty mà lâu nay nó đầu bảng về cái nhà đầu tư nước ngoài thì anh em cũng hiểu cái việc này, đó. thì cái này nó cũng tác động tích cực đến cái dòng tiền thị trường. thì trong đó chúng ta sẽ thấy có một cái điểm, có một cái điểm ha tức là khi mà cái cái nâng hạng này này nó sắp xác lập, nó gần xác lập, thì thì các cái quỹ đầu cơ các cái đơn vị đầu cơ họ nhảy vào họ đầu cơ trước thì cái này chúng ta gọi là quy nốt đó. quy nốt. thì đây là những cái quỹ đầu cơ nó sẽ tham gia trong thời gian ngắn ví dụ như từ từ sáu tháng trong 6 tháng thôi đó thì cái quỹ này vào rất nhanh ra rất nhanh à, cái không phải quy nốt, quy nốt. đó, đó nó nó vào rất nhanh, đó nó ra rất nhanh, thì chúng ta sẽ thấy cái này nó vào thì chúng ta nhìn trên thị trường chứng khoán chúng ta sẽ thấy, nên trong thời gian tới anh em quan sát cái này, quan sát cái này, quan sát cái pinot này, đó. quan sát cái này, nó vào nó đón đầu cái sự kiện Nâng hàng này này, đó anh em thấy, đó thì trong năm trong năm 2025 chúng ta sẽ thấy à, đối với kinh tế Việt Nam phát triển mạnh đúng không chúng ta vượt qua cái quy mô xuất nhập khẩu 800 tỷ đô thần kỳ một cách thần kỳ à, cái thứ hai chúng ta có thẳng dư thương mại lớn trong 2024 này và đặc biệt là chính sách tiền tệ nới lỏng, à, nới lỏng, anh em hay gọi là bơm tiền đó thì thật sự kể từ bây giờ đến 2025 thậm chí 2026, 2027 thì anh em sẽ thấy cái quy mô bơm tiền của ngân hàng nhà nước sẽ tăng lên nhưng mà không không có như hồi xưa đâu đó, làm gì có cái chuyện vài chục phần trăm đó, Nó 15, 17 phần trăm là đã là cái quy mô rất lớn rồi. Đó. Cộng với nâng hạn thị trường chứng khoán vào tháng 9 2025 thì như vậy đối với VN Index thì nó được định giá 1500 ha 1550 vào 2025. Đó. Vào 2025 thì đây cũng là một cái cơ hội lớn đối với đối với thị trường chứng khoán và chúng ta xét cả cái tổng thể cái cái nền kinh tế đó, khả năng khả năng như tôi nói hồi đầu video đó là nhà đầu tư nước ngoài họ bán rồng 90.000 tỷ trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tới lúc Họ chuột lại Dòng tiền nó đạo chiêu mà Thì nguyên tắc nó là gì Nguyên tắc là Khi phá thả lại xuất Thì Cái lợi ích Ngắn hạn Ở Mỹ nó sẽ suy yếu Thì dòng tiền mà nó dòng chạy Nó toàn cầu á Thì nó khoảng 6 ngàn tỷ đô đó, Thì cái đó nó sẽ quay trở lại quay trở lại nó đảo chiều lại nó đảo chiều lại thì nhà đầu tư ha nhà đầu tư mua chứng trị quỹ thôi hả mua chứng quỹ thôi thì sau đó cái chứng vị quỹ này nè họ gián tiếp mua cổ phiếu thôi và nó có hai cái mục đích là đồng tiền nó mạnh lên và lợi suất và lợi suất. Thì chúng ta thấy trong trong nhiều năm các cái cổ phiếu lớn của Việt Nam thì cái lợi suất tăng trưởng nó thấp. Tuy nhiên trong năm nay nó thay đổi rồi. Chúng ta thấy các cái các cái cổ phiếu lớn trong các cái bộ chỉ số năm nay nó có bước tăng trưởng lợi nhuận là 18 tới 20%. Nó không như trước nó tăng trưởng kém. Đó, thì cái này nó cũng có lợi nè. Tức là cái đạo chiều của cái dòng tiền này nó mua chứng chỉ mua chứng chỉ quỹ, à, còn cái chứng chỉ quỹ đó họ mua cổ phiếu thông qua cái việc mô phỏng. Thì đó. Nhưng mà trong các cái doanh nghiệp niêm yết này nè, chúng ta thấy cái doanh nghiệp quy mô lớn có cái bước tăng lợi nhuận 18 đến 20% thì nó hỗ trợ cho à, nó hỗ trợ cho cái việc dòng tiền quay lại dòng tiền quay lại như vậy giống như cái đầu video tôi nói nè em là quan sát cái dòng tiền của của nhà đầu tư nước ngoài mua rồng trong thời gian tới khả năng trong thời gian tới chúng ta sẽ thấy và nên đá giả sử như nó tích lũy quanh đây đi nó tích lũy một hai bảy mươi này đi nó sẽ có phiên bùng nổ theo đà và chúng ta biết thị trường nó tạo một cái vùng đáy này à, ở đây là hai vùng đáy cái điểm cân này lớn đến tạo đáy đây và cái tạo đáy đây thì cái đáy 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 sau cao hơn đáy trước cái vùng đáy trước đây vùng đáy trước nữa đây thì ở đáy sau cao hơn đáy trước đáy sau này cao hơn đáy trước và đáy sau này cao hơn đáy này và nó cái độ dao động nó sẽ hẹp dần nó sẽ hẹp dần và rõ ràng ở đây chúng ta thấy nó hẹp ở cái móc một hai năm mươi một hai ba mươi một ba trăm đó một ngàn hai trăm năm mươi và một ngàn ba trăm bóc cái hạt này thì lên đây lên trên này lên trên này nó có chỉnh thì nó một cả tưng trong này thôi cái đáy sau nó sẽ cao hơn và trong một cái thời cơ nó sẽ bứt phá nó qua như vậy trong thời gian tới chúng ta sẽ thấy có cái phiên bùng nổ phiên bùng nổ có cái phiên bùng nổ thì anh em sẽ chờ cái phiên này nó xảy ra đâu đó ở trong cái đoạn này thôi. thì có cái phiên bùng nổ này nó mới qua được cái móc này. À, nó mới qua được cái mốc này. thì ngay trong cái phiên bùng nổ đó chắc chắn dòng tiền sẽ lớn, dòng tiền sẽ lớn nó qua móc này. và sau khi nó qua móc này rồi thì anh em cần thấy là cái Dòng tiền nó sẽ ở dưới này, dòng tiền nó sẽ hoạt động tăng lên. Đó. Nó hoạt động tăng lên. Dòng tiền tăng trở lại. Đó. đó tôi tôi nghĩ trong cái trong cái đợt chu kỳ nới lỏng tiền tệ này, à, tôi trình bày khá là rõ ràng, mạch lạc, chi tiết, những vấn đề nội tại, những vấn đề nóng bỏng. Còn ở đâu đó chúng ta cứ suốt ngày suy si thoái, suy si thoái kinh tế, chúng ta suốt ngày suy si thoái. Thì tôi giải thích với anh em này, nếu suy si thoái kinh tế xảy ra, thì nó kéo dài ít nhất 2 năm. 2 năm. Thành ra anh em nào mà nghĩ suy thái kinh tế thì bán cổ phiếu đem tiền ra ngân hàng để đi. Đó. Hai năm sau quay lại múc. Hả? Múc ở cái giá và nên đã 800 điểm. Đó. Còn đừng có quan tâm thị trường làm gì. Mệt. Hả? Đó. Cái thứ hai là phép giảm lãi suất là chúng ta nói mọi cái thử, sự khó khăn, làm lại xuất trả phải là bơm tiền, trả phải là làm cho cái chi phí nó rẻ lên, trả phải nới lỏng đúng không? đó. thì đối với đất nước nào nó ảnh hưởng thì không biết, nhưng với việt nam nó hưởng lợi phải nói là cực lớn, cực lớn. chúng ta một nước mới nổi đúng không? cái đồng nội tệ của chúng ta yếu chịu bao nhiêu áp lực, đúng? như vừa rồi anh em thấy đó, đúng? trong trong hai năm qua anh em thấy đó, việc chống đỡ với đồng đô la nó nó khó khăn như thế nào, đúng? bây giờ nó đảo chiều là phải nói là Việt Nam hưởng lợi rất lớn trong cái việc điều hành và cái dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ nó nợ ra đó nên suy thoái mẹ gì đó. chẳng qua à, à, mấy ông bán cổ phiếu đi rồi hô suy thoái để mua giá rẻ thôi chứ suy thoái mẹ gì suy thoái thì tôi nói Mẹ chỉ có một con đường thôi bán cổ phiếu và núp lùm thôi đó nếu nghỉ suy thoái kinh tế thì bán cổ phiếu hai năm sau rồi lên facebook nói tiếp ha kiểu như thế giờ đó mà không còn bây giờ đó rất là nhiều khả năng à, anh em sẽ lỡ cơ hội thôi đó là khi nó qua ngàn ba này này mới tham gia trading đi mới tham chiến nó qua ngàn ba này người ta tham chiến mới giữ ờ à, đúng rồi đó, đó kiểu thế có nhiều cổ phiếu nó tăng nó tăng càng nghi ngờ nó càng tăng đó. nó giảm quá mà giảm quá lợi nhuận tăng gấp ba giá cổ phiếu giảm 60 mươi bảy mươi đó hiểu Nó định giá tới mức mà còn có ba tới bốn lần. À, kiểu gì nó trả tán. Rồi ha. Nói chung à, tôi nghĩ tôi nói cái gì cần thiết. À, và nó mang tính thật chất. À, chứ không có phải cái chuyện à, nói theo ý của mình đâu. Nói theo ý thị trường Nên nhiều người nghĩ Tôi nói theo ý của tôi là trật ha Có gì đâu các bạn Tôi nói các bạn Bây giờ ví dụ như Có cái sự kiện gì đó xảy ra Ví dụ như Suy thoái kinh tế nó xảy ra Có gì đâu Chả có gì Chọn lệnh sell Bấm enter xong chọn lệnh xeo bấm nút enter cái xong rồi xong ngồi rung đuôi thôi thậm chí tôi nói với anh em là suy thoái xảy ra chúng ta kiếm nhiều tiền hơn đó. thay vì như bây giờ nó không suy thoái nó quay lên nó tăng trưởng thì chúng ta trong vài năm tới chúng ta có đồng chúng ta kiếm được đồng nhưng mà nếu suy thoái kinh tế xảy ra đó. Tôi nói anh em Chúng ta chỉ chờ đợi hơn năm thôi Là chúng ta có đồng Chúng ta kiếm 4 đồng 4 đồng đó. Tôi nói anh em Nên nói về mặt kiếm tiền đó, đó, Suy thoái xảy ra Kiếm cái nhiều đó, đó chả có gì hết Hả? Xảy ra suy thoái đi vấn đề gì đó Chúng ta chỉ cần kết ý kinh là xong đó. Kết ý kiến, nói thiệt á à. chọn lệnh xe bấm nút enter thì có à, bấm nút enter có mấy giây nhiêu đó à, vấn đề gì đơn giản còn lúc đó lỗ à, lộ năm 10 trăm 20 chục trăm chả vấn đề gì vấn đề là ngồi chờ thời cơ thôi à. nhiều khi chúng ta đầu tư cổ phiếu Rồi lộ năm mười trăm chuyện nó quá thường rồi chúc anh em giao dịch thành công ha